Ít thông tin chi tiết trong tuyên bố của Bộ Chính trị trong kỳ họp vừa qua, nhưng thị trường hoan nghênh sự thừa nhận của ông Tập Cận Bình về những cơn gió ngược tăng trưởng. Chứng khoán Trung Quốc đã có một ngày phục hồi lớn nhất kể từ tháng 11, sau lời kêu gọi của các nhà lãnh đạo Trung Quốc về các biện pháp ngược chu kỳ mạnh mẽ để hỗ trợ nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, bất chấp những gì các nhà kinh tế cho là thiếu chi tiết trong các kế hoạch của Bắc Kinh. Bộ Chính trị gồm 24 thành viên của Chủ tịch Tập Cận Bình, cơ quan ra quyết định hàng đầu của Đảng Cộng sản, đã đánh dấu khu vực bất động sản và chính quyền địa phương mắc nợ cao, cũng như nhu cầu trong nước tụt hậu tại cuộc họp hàng quý về nền kinh tế vào thứ hai, tờ Financial Times cho hay. Cổ phiếu bất động sản đặc biệt tăng vọt vào thứ ba. Nhưng trong khi thông điệp chung là hỗ trợ, các nhà kinh tế cho biết nó cung cấp một số chi tiết, nhưng không có dấu hiệu nào có loại kích thích vụ nổ lớn mà Trung Quốc đã thực hiện trong quá khứ. Quá trình phục hồi sau Covid của Trung Quốc đã mất đà trong quý 2, với mức tăng trưởng không như kỳ vọng của các nhà phân tích. Frederick Newman, nhà kinh tế trưởng châu Á tại HSBC cho biết, đó là một tuyên bố về ý định cung cấp cho các thiết lập chính sách có khả năng nới lỏng hơn, nhưng không rõ có bao nhiêu sức lực sẽ được đưa vào đằng sau các biện pháp kích thích. Ông Tập hạ khẩu hiệu chống đầu cơ bất động sản. Tuyên bố của Bộ Chính trị, chính phủ phải thích ứng với tình hình mới, trong đó động lực cung và cầu trên thị trường bất động sản đang thay đổi đáng kể. Cuộc họp cũng kêu gọi mở rộng nguồn cung cấp nhà ở do chính phủ trợ cấp và cải tạo các làng đô thị. Tại cuộc họp Bộ Chính trị gần đây nhất về nền kinh tế vào tháng 4, sau khi quý đầu tiên tăng trưởng mạnh mẽ hơn, những số liệu đưa ra bao gồm cụm từ thường được nhắc đến gần đây của ông Tập, nhà để ở, không phải để đầu cơ. Chính sách này và mong muốn của chính phủ nhằm hạn chế đòn bẩy trong nền kinh tế là một trong những lý do khiến lĩnh vực bất động sản giảm tốc sâu trong những năm gần đây khi các ngân hàng giảm cho vay đối với ngành này. Nhưng tại cuộc họp Bộ Chính trị hôm thứ Hai, cụm từ này đã được thay thế bằng ngôn ngữ hỗ trợ hơn, thừa nhận rằng mối quan hệ giữa cung và cầu trong lĩnh vực này đang thay đổi và các chính sách nên được tối ưu hóa một cách kịp thời. Các biện pháp với các thành phố cụ thể nên được thực hiện để đáp ứng tốt hơn nhu cầu nhà ở thiết yếu của cư dân và thúc giục mở rộng nhà ở do chính phủ trợ cấp. Điều này có thể báo hiệu việc nới lỏng các hạn chế đối với việc mua nhà ở các thành phố cấp 1 như Bắc Kinh và Thượng Hải, ban đầu được áp đặt để hạn chế đầu cơ. Một động thái như vậy sẽ giải phóng nhu cầu bị dồn nén và ổn định kỳ vọng của thị trường, nhà kinh tế Robin Singh của Morgan Stanley cho biết trong một lưu ý của nhà phân tích. Xử lý nợ chính quyền địa phương. Tuyên bố của Bộ Chính trị, Đại hội cũng dục xoa dịu rủi ro nợ của chính quyền địa phương bằng một gói kế hoạch. Bộ Chính trị ám chỉ cải cách cơ cấu để giải quyết nợ của chính quyền địa phương thông qua gói kế hoạch giải quyết nợ. Các khoản nợ khổng lồ của chính quyền địa phương, bao gồm cả nợ của các phương tiện tài chính của chính quyền địa phương, được Goldman Sachs ước tính vào khoảng 94.000 tỷ RMB, 13,1 nghìn tỷ đô la Mỹ và được coi là một hạn chế đối với tăng trưởng. Hội nghị cung cấp một số chi tiết chỉ ra rằng, bất chấp suy thoái kinh tế, Bắc Kinh vẫn kiên định với chính sách giảm nợ được vạch ra trong cuộc họp cuối cùng vào tháng 4. Trong Trân Sen, nhà kinh tế trưởng của Ping An Security cho biết, điều đó có nghĩa là việc giải quyết nợ địa phương đã bước vào giai đoạn quan trọng. Trông cho biết, chính phủ khó có thể đưa ra các giao dịch hoán đổi nợ lớn như đã làm vào năm 2015 vì điều này sẽ chỉ làm tăng đòn bẩy. Thay vào đó, nó có thể giải quyết vấn đề theo từng tỉnh, ông nói. Louise Lu, nhà kinh tế hàng đầu tại Oxford Economics, cho biết, chúng tôi mong đợi các ngân hàng chính sách và nhà nước đóng vai trò tích cực hơn trong việc giải quyết những rủi ro nợ này ở cấp chính quyền địa phương. Đặt việc làm lên ưu tiên hàng đầu. Tuyên bố của Bộ Chính trị cần tăng cường bảo vệ sinh kế của người dân và nâng vấn đề ổn định việc làm lên một tầm cao chiến lược. Với tỷ lệ thanh niên thất nghiệp ở Trung Quốc đạt 21,3% trong tháng 6, mức cao nhất kể từ khi chuỗi dữ liệu bắt đầu vào năm 2018, Bộ Chính trị nhấn mạnh sự cần thiết phải giải quyết vấn đề việc làm. Bộ Chính trị không cho biết họ dự định làm gì để giảm tỷ lệ thất nghiệp mà các nhà kinh tế cho là do thiếu việc làm phù hợp cho số lượng sinh viên tốt nghiệp kỷ lục trong năm nay và thiệt hại đối với lĩnh vực dịch vụ do đại dịch. Nhưng trong một động thái có thể giúp tạo việc làm, Bắc Kinh cam kết tối ưu hóa môi trường cho các doanh nghiệp tư nhân và thúc đẩy đầu tư nước ngoài. Morgan Stanley cho biết, chúng tôi coi đây là một phần trong nỗ lực của chính phủ nhằm khôi phục niềm tin tư nhân và vực dậy bản năng trong đầu tư, chìa khóa để duy trì tăng trưởng năng suất trong bối cảnh những thách thức lâu dài từ nhân khẩu học, nợ và giảm thiểu rủi ro. Thu hút mọi người chi tiêu trở lại. Tuyên bố của Bộ Chính trị, cuộc họp cũng kêu gọi kiểm soát chính xác và hiệu quả các biện pháp kinh tế vĩ mô, bao gồm các chính sách tài khóa, chủ động và tiền tệ thận trọng. Các nhà lãnh đạo đảng chỉ ra rằng, chính sách tài chính và tiền tệ
sẽ vẫn hỗ trợ nhưng không cung cấp số liệu và một số chi tiết. Chính phủ đã nới lỏng lãi suất chính sách, cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc của ngân hàng để mang lại nhiều thanh khoản hơn cho hệ thống và cung cấp một số khoản giảm thuế cho các doanh nghiệp. Các nhà kinh tế dự báo các đợt cắt giảm lãi suất nhỏ trước cuối năm nay và một đợt cắt giảm AA khác từ 25 đến 50 điểm cơ bản. Lu của Oxford Economics cho biết, nhìn chung, ngôn ngữ xung quanh chính sách tiền tệ tương tự nhau trong tuyên bố tháng 7 so với tháng 4. Vì vậy, chúng tôi không mong đợi sự nới lỏng lớn trong lĩnh vực này. Chính phủ cũng dự kiến sẽ triển khai các khoản trợ cấp cho người tiêu dùng để mua thêm ô tô, đồ điện tử và thiết bị gia dụng, giúp ngành này giải quyết hàng tồn kho tích tụ từ năm ngoái và đẩy mạnh sản xuất, tiếp tục phục hồi đúng hướng mà không cần nhiều kích thích. Tuyên bố của Bộ Chính trị, cuộc họp kêu gọi thực hiện điều tiết kinh tế vĩ mô một cách chính xác và mạnh mẽ, đẩy mạnh các biện pháp phản chu kỳ và đưa ra nhiều lựa chọn chính sách hơn. Nhìn chung, các nhà kinh tế tin rằng, chính phủ muốn đảm bảo đạt được mục tiêu tăng trưởng 5% cho năm 2023 mà không tạo ra một làn sóng kích thích khổng lồ dựa trên nợ trong quá trình này. Trong những tuần gần đây, chính phủ đã công bố ít nhất 4 kế hoạch riêng biệt nhằm vào mọi thứ, từ thu hút thêm vốn tư nhân đến thúc đẩy quyền sở hữu xe điện và mua hàng tiêu dùng, theo ghi chú của Carlos Casanova, nhà kinh tế cấp cao tại UBP. Ông nói, các biện pháp này sẽ dẫn đến việc mở rộng quá trình phục hồi kinh tế. Các nhà kinh tế cho biết mức tăng trưởng của năm nay đã được cải thiện do tác động tiêu cực của việc đóng cửa do Covid đối với hoạt động vào năm 2022. Phần khó khăn có thể là đảm bảo mức tăng trưởng hợp lý vào năm 2024 khi nền kinh tế sẽ không được hưởng lợi từ hiệu ứng cơ sở thấp, các nhà kinh tế cho biết. Các nhà kinh tế đang hướng tới phiên họp toàn thể lần thứ 3 của Đại hội Đảng lần thứ 20, một cuộc họp quan trọng vào cuối năm nay, để biết thêm chi tiết về các kế hoạch trung hạn của chính phủ. Hội nghị toàn thể lần thứ 3 vào mùa thu sẽ là cơ hội để suy nghĩ về các vấn đề cơ cấu, Newman của HSBC cho biết. Theo Financial Times, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.